Với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn điện công nghiệp Melo. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn bộ cầu chì EFO Thổ Nhĩ Kỳ, cầu chì 24 kV, loại 24 kV 63A. Lâu lâu mới xuất được hai bộ cầu chì các bác ạ. Cầu chì 24 kV 63A này. Vâng anh đây, em cho em kiểm tra hàng luôn cho anh đây. Đây em bỏ hắn từng bỏ từng bộ ra xem nào. Cho nó ngoài này. Bỏ hết đi, bỏ hết cả mấy trong kia nha. Chỉ 24kV 63A, I1 bằng 50kA và I-min 252A. Đấy. Chiều đầu nổ mũi tên này, sạc pin này. Dỡ hết nha, cái này hết ra cho anh kiểm tra cho toàn, đừng dỡ thế, em dỡ rồi gì nhỉ, xoay cái chiều này ra nhé, dỡ này ra thì nó sẽ không bị gỡ mất thằng nào. Em làm này nó bung hết ra này. Xoay nó lại này. Đấy. Bốn mươi hai sáu ba chị nhỉ? Đấy. Đưa hình ảnh ra 24 kV 63 rồi 40A thì thế là họ chạy, thế là bây giờ là lấy hai em Phúc đấy, Phúc bảo ba và báo ba có bán hình ảnh đây, hình ảnh mà nó đưa ra, hình ảnh mà con này là 24 kV 63 mà, thế là lấy loại, giờ là lấy loại 24 kV 63 lấy loại 63 hay lấy loại 40.